Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm đoạn metro số 1 từ ga Công Nghệ Cao đến ga Suối Tiên và đi bộ Long Bình để xem tiến độ chuẩn bị chạy thử vào cuối tháng 8 này. Sẵn xem luôn dự án mở rộng xa lộ Hà Nội tại nút giao Trạm 2. Chúng tôi đang tiến hành các cái bước chuẩn bị cho việc thử nghiệm trong thời gian sắp tới, bao gồm là sẽ đấu nối hệ thống điện trên cao và các công tác kiểm tra về an toàn ở trên tàu. Chúng tôi đang tiến hành đồng bộ, bao gồm hệ thống điện trên cao, hệ thống đường ray và trong đó có vấn đề đấu điện. Thì đến thời điểm hiện nay, việc kiểm tra thử để đáp ứng được vấn đề vận hành thử, sau đó là tới kiểm tra nghiệm thu sẽ được diễn ra theo tuần tự các bước kiểm tra tĩnh và kiểm tra động. Công tác đóng điện sẽ được diễn ra và được kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm sẽ kiểm tra thiết bị, máy biến áp, trạm biến áp, toàn bộ hệ thống đường dây, tiếp địa và đo lại điện thế trước khi đưa vào vận hành thử trên tàu. Việc vận hành thử chúng tôi muốn khẳng định lại về vấn đề an toàn tuyệt đối của tất cả các thiết bị, đồng thời việc đấu nối với hệ thống điện cũng được phải đảm bảo an toàn, không chỉ riêng là đảm bảo an toàn cho tàu, vì các vấn đề đóng điện này nó sẽ liên quan tới điện cao thế và đó là một trong những vấn đề nghiêm ngặt của Việt Nam. Cái khu depot này nó mang tính chất là cái trái tim của toàn tuyến mình ấy. Sửa chữa, bảo trì cũng như là các công tác lắp ráp tàu và điều khiển toàn tuyến. Ở đây có 4 khu vực chính. Đây là cái nhà xưởng chính của mình này, là chuyên về sửa chữa tàu, bảo trì tàu. Còn một cái nhà cơ xưởng về cơ sở hạ tầng là chuyên sửa chữa về các hạ tầng của tuyến. Và một cái khu vực bãi đậu tàu là để khi tàu mình về là sẽ dừng đậu ở đấy. Và một cái nữa là cái trái tim của tuyến đó là cái tòa nhà điều hành OCC, tức là tòa nhà về điều khiển tàu của tuyến 1. Hiện tại là bên mình chỉ còn các công tác về hoàn thiện sau cùng để bàn giao cho CB3 cũng như là phối hợp với bên gói thầu số 3 là các công tác lắp đặt thiết bị của họ. Công nhân đang tất bật hoàn thiện các hạng mục cuối ở đi bộ Long Bình để chuẩn bị cho tuyến metro số 1 chạy thử một đoạn ngắn tại đây vào cuối tháng 8 này. Các đoàn tàu metro được sản xuất tại Nhật Bản, mỗi tàu gồm 3 toa, dài 61,5m, chở được 930 khách. Tốc độ là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn ngầm. Toàn công trình hiện đã đạt được 95% khối lượng, dự kiến vận hành vào cuối năm 2023.